hỏi: "Lúc trước ngài có nói rằng mỗi một tôn giáo đều có chỗ tốt và chỗ xấu của nó, vậy Phật giáo có khuyết điểm gì?" Đáp: "Có nhiều khuyết điểm như mắng chửi người, lấy tiền của người làm của riêng mình nè, đó đều là những chỗ thiếu sót. Phật giáo không nên quá duyên, kêu gọi người ta cúng dường cho riêng mình. Nếu tự mình không cúng dường cho người khác thì ngay cả phước của mình cũng tiêu mất hết. Trong Phật giáo, người xuất gia đều không nên rờ mó đến tiền. Nhưng tại sao trong túi người xuất gia lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra họ ăn ngày một bữa ngọ, chỉ ngủ dưới gốc cây một đêm, không tham tài bảo, trên thân không có vật gì đáng giá, như vậy mà ôm bình bát đi chân không khất thực, được chi ăn nấy, vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao họ lại còn muốn có nhà cao cửa rộng, ở chỗ đẹp đẽ, ăn thức ăn ngon, mặc quần áo tốt? Đó là ý gì? Hẳn không phải là những chỗ xấu dở hay sao?"